nghe bố than thở, máy quá nhiều rác, bé gái 2 tuổi mang MacBook vào nhà tắm cọ rửa. Sự việc dở khóc dở cười trên được cho là xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh Vương và cô Trương là một cặp vợ chồng trẻ sau khi kết hôn sinh được một cô con gái. Ngày hôm đó, trong lúc bận rộn, cô Trương không để ý đến con. Chỉ một lúc sau, cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động. Chạy vào xem thấy con gái 2 tuổi đang ở trong phòng tắm, dùng sữa tắm để cọ rửa sạch sẽ chiếc máy tính MacBook đắt tiền của gia đình. Hoảng hốt, cô Trương vội vã đem máy tính rửa sạch bọt xà phòng rồi sấy khô. Thế nhưng chiếc máy đã hỏng, không thể bật lên nữa. Sau đó cô Trương ân cần hỏi hàng mới biết con gái thương bố mới lấy máy tính đem ngâm nước cọ rửa. Cụ thể, trong một bữa ăn sáng, con gái đã nghe bố nói rằng máy tính nhiều rác quá rồi, cần phải dọn dẹp. Nghĩ rằng máy tính bị bẩn, con gái quyết định tắm rửa cho máy tính, giống như bố mẹ tắm rửa cho mình, hy vọng máy tính sẽ sạch sẽ. Anh Vương sau đó cũng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh không có nhà. Chiếc MacBook của anh trị giá khoảng gần 31 triệu đồng, hiện không khởi động được nữa. Sau khi sự việc xảy ra đã khiến cư dân mạng dở khóc dở cười, nhiều người đã để lại bình luận hài hước ở bên dưới. Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng, nhưng mà là đau lòng và đau ví của bố mẹ. Con lau chùi sạch sẽ rồi, giờ chắc máy không còn rác nữa, mà chiếc máy trở thành rác luôn. Nghe con gái giải thích như thế thì chỉ có sót cái máy thôi, chứ cũng mát lòng vì sinh được cô con gái biết giúp bà lắm đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.